Với Ngọc Hải mất băng đội trưởng, huấn luyện viên Park Hang-seo lên tiếng. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo thay ban cán sự đội tuyển Việt Nam sau thất bại ở AFF Cup 2020 gây sự chú ý đặc biệt của dư luận. Ngày 4 tháng 1, đội tuyển Việt Nam xả trại về nhà nghỉ ngơi cùng gia đình sau hơn một tháng tham dự AFF Cup 2020. Trước khi chia tay các học trò, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các thành viên ban huấn luyện có cuộc họp nội bộ với toàn đội. Ở cuộc họp này, chiến lược gia người Hàn Quốc bất ngờ thông báo đội tuyển Việt Nam sẽ thay ban cán sự đội ở lần tập trung chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2022. Ngày 13 tháng 1 tới, điều này cũng có nghĩa Trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ không được đeo băng thủ quân đội tuyển Việt Nam sau nhiều năm hoàn thành trọng trách mà ông Park giao phó. Việc huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ thay ban cán sự đang khiến nhiều người đặt câu hỏi, thậm chí có thông tin đội tuyển Việt Nam có mâu thuẫn trong phòng thay đồ, buộc ông Park phải có quyết định mạnh tay để yên ổn tình hình. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc đã lên tiếng phủ nhận những tin đồn này, đồng thời đưa ra lý do về việc mình thay ban cán sự ở đội tuyển Việt Nam. Tôi khẳng định ban cán sự gồm đội trưởng Quế Ngọc Hải, các đội phó Xuân Trường, Đức Huy đã hoàn thành nhiệm vụ và không có lỗi lầm gì cả. Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định theo một cầu thủ chia sẻ, huấn luyện viên Park Hang-seo thay đổi ban cán sự trong năm 2022 để hướng tới những điều mới mẻ. Huấn luyện viên Park, các thành viên ban huấn luyện, cầu thủ chung quan điểm thay đổi để tạo không khí và động lực mới sau khoảng thời gian ảnh hưởng từ dịch bệnh. Như vậy, mục đích chính của việc tức băng đội trưởng Quế Ngọc Hải của huấn luyện viên Park Hang-seo không phải vì cầu thủ người Nghệ An mắc sai lầm hay không làm trò nhiệm vụ. Huấn luyện viên Park đang muốn làm mới đội tuyển và sự thay đổi được bắt đầu từ các trụ cột ở ban cán sự. Giờ chuyên môn nhận định gần như chắc chắn ở đợt tập trung ngày 13 tháng 1 tới đây, danh sách đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều bất ngờ. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ trẻ hóa đội tuyển bằng các cầu thủ U23. Bên cạnh đó là trao cơ hội cho những gương mặt mới được đánh giá cao ở V-League như Cao Văn Triền, Văn Thuận, Tuấn Hải, Hữu Tuấn. Thực tế, ông Park cũng buộc phải có sự thay thế nhân sự bởi một số trụ cột đang gặp vấn đề về chấn thương hay sức khỏe. Những Đức Trinh, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng hay thậm chí là Tiến Linh rất có thể sẽ vắng mặt. Bên cạnh đó, kết quả không còn ý nghĩa với đội tuyển Việt Nam ở sân chơi vòng loại World Cup 2022 sau 6 trận thua, nên đây là lúc mà các cầu thủ trẻ cần được trao cơ hội để thể hiện, tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho cuộc thay máu ở đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.